Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc trời hứng nắng nên nhiệt độ cũng tăng lên thêm một chút nữa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, thời tiết miền Bắc sẽ có sự phân hóa. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đến trưa chiều một số nơi mới có nắng nhẹ, còn ở tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nắng sớm hơn và cường độ nắng cũng mạnh hơn, nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La, nhiệt độ cao từ 22 đến 25 độ. Điều đáng lưu ý là miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng. Dự báo từ đêm mai trở đi, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, làm cho nhiệt độ trong những ngày sắp tới giảm xuống trở lại từ 3 đến 5 độ tùy từng khu vực. Một đợt mưa mới xảy ra trên diện rộng. Lưu xuống khu vực miền Trung, dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, rất nhẹ. Tuy nhiên, đến trưa chiều, mây mỏng xương tan, nắng xuất hiện trên các tỉnh vùng ven biển chỉ còn nắng nhẹ và gián đoạn, làm cho nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày sẽ tăng lên ở phía Bắc từ 23 đến 25 độ, phía Nam từ 25 đến 27 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định có nắng sớm hơn nên nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, trời lạnh. Còn ở khu vực từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận vẫn có nắng ngay từ sớm, vì thế nhiệt độ trong ngày tăng cao phổ biến từ 28 đến 31 độ, trời mát mẻ. Lưu xuống khu vực phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đêm nay và ngày mai cũng có nắng sớm với cường độ nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ tăng khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, cục bộ sẽ có nơi nắng nóng nhẹ ở các tỉnh miền Đông với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.